Tử vi tuổi Mão tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết trước số mệnh như thế nào. Số mệnh của mình là tốt hay xấu, hay là làm việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc ấm êm, không cần bao giờ phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và trong đó việc chúng ta cầm tinh có giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống chân thành thì cuộc sống sẽ nhận được phúc đáp, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất là chúng ta lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của mình. Trời sinh thì ai cũng có một số phận riêng. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng cần phải vượt qua để có thể trưởng thành. Tử vi số mệnh trong tháng 3 âm lịch năm nhâm dần 2022 này sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù cuộc sống buông ba vất vả và thậm chí là phải nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 3 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước của họ sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về vận trình tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch này để hiểu hơn quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho gia chủ tuổi Mão tháng 3 năm 2022 về đường công danh sự nghiệp tốt xấu đan xen, dự đoán có nhiều khó khăn bất lợi, nhưng mặt tốt là có sự đổi mới, mở rộng làm ăn. Nam nữ tuổi Mão phước đức lớn, gặp được quý nhân giúp đỡ nên công việc có đôi phần làm ăn thuận lợi hơn so với năm 2021. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được lời đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài các thần tương trợ. Nếu quý vị đang có mong muốn hay dự định đổi mới, mở rộng làm ăn thì hãy mạnh dạn thực hiện, ắt sẽ được hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó cũng gặp những khó khăn do hung tinh đem lại, tiêu biểu là mâu thuẫn với đối tác, gặp phải thị phi trong việc kinh doanh, phải tốn rất nhiều mồ hôi, công sức, mọi thứ mới được ổn định. Trong tháng này cần phải cẩn thận khi hùn hạp làm ăn với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, thách thức và cơ hội luôn song hành với nhau nên người tuổi Mão vẫn có cơ hội kiếm được tiền vào tháng này. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu phụ. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên cẩn thận, cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn, nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
thứ 3 về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 3 năm 2022 cho quý gia chủ tuổi Mão trên phương diện sức khỏe không được tốt. Sức khỏe giảm sút nhiều so với năm 2021, dễ xảy ra ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đa phần do bệnh suy nghĩ nhiều vì áp lực cuộc sống mà ra. Đau đầu, giảm sút thị lực. Cần phải tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi. Nếu có thể thì hãy đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Trong tháng này, gia chủ tuổi Mão có hạn về xe cộ, chính vì thế khi xuất hành ra ngoài nên chú ý tai nạn xe cộ hoặc sông nước do vong thần hung tinh luôn thường trực. Các quý gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của gia chủ tuổi Mão trong tháng này không được như ý. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã do có sự khác biệt về tư tưởng. Sự việc chỉ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề. Ngược lại, nếu chia sẻ cùng nhau, mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Các cặp đôi đang yêu vấp phải không ít sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc rắc rối thị phi. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó vượt qua. Với nam nữ độc thân, cô thần hung tinh ảnh hưởng khiến suy nghĩ bí bách, xu hướng khép mình, ít giao lưu, mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý, dù được mai mối cũng khó kéo dài mối quan hệ. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, đương số cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo góc nhìn tử vi, tuổi Mão năm 2022 tháng này, vận khí của người cầm tinh con mèo sinh năm 1975 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ thái độ lạc quan, tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt, nam mệnh cần tăng cường thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong tháng này, tử vi của người tuổi Đinh Mão rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình cho nên dễ chịu thiệt thòi. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Những người tuổi Mão đang tìm việc làm thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tốn tiền của, cho nên cần phải cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến cho hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu, không ít khó khăn. Do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt lại rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần.
Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn. Chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kinh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và cũng chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 3 âm lịch. Từ đó thì chúng ta đã có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.